Dường như là ở trong cái phòng này nó có một cái ám khí của trà xanh á. Nói nhăng nói cụ gì vậy? Phòng ta ở bấy lâu nay làm gì có ám khí trà xanh trà đỏ gì trong này. Vô đi. Ma quỷ quái trà xanh gì mau. Xong ở đây giùm gì nè con. Chị! Chị! Sao không hống hách kiêu ngạo nữa đi. Bây giờ như con rùa rụt đầu vậy hả? Cục cưng của anh vô ê, đây. Trời ơi anh tưởng tượng có làm cái gì vậy? Trời ơi mẹ bán cưng. Từ từ bỏ anh. Ây da. Trời ơi. Trời ơi. Ây da. Anh nghĩ sao vậy? Anh hấp tấp chi bây giờ? Anh để cho em té rồi nè. Đau rồi ta muốn chết luôn á. Anh đền đi. Thôi đừng giận nha, để anh đền nè. Tên tên tên. Vậy cục cưng chịu không? Thì cũng tạm thôi. Nè, nhiêu đủ đi mua sắm chưa? Nhiêu đây thì cũng được. Vậy thì phải thưởng cho người ta thôi. Chị Hoa, cậu mới đi làm về hả chị? Chết rồi, chắc vợ anh vậy. Em ơi, bà vợ anh về thình lình, kiếm chỗ trốn đi, không thôi là chết luôn đó. Mắc gì em phải trốn, bà về á thì để cho bà vô đây đi, rồi tụi mình ba mặt một lời luôn, cho bà thấy tận mắt á, lúc đó bà mới buông tha cho anh được chứ. Em ơi, đừng có bướng nữa, lúc này không phải lúc em muốn làm gì làm đâu, nghe lời anh đi, vô tủ trốn đi, xong xuôi rồi á, em muốn gì cũng được. Thiệt tình bực thiệt luôn á. Vô đây, vô đây. Nè, nhưng mà vô đây đi. Ở đây. Hình như là con nhỏ cháu gái của chị Hoa mới đi du học nước ngoài về phải không? Sao mà thấy tới nhà hoài vậy? Đúng rồi, cháu của chị đó. Mình đi vô nhà đi. Tôi vô nhà nha. Gì lạ vậy ta? Gì đâu mà thấy xìu nẹo vậy? Không lẽ ông ăn chả, bà cũng ăn nem? Ông ơi! Ông có trên phòng không? Ông ơi! Bà, sao nay bà về sớm vậy? Trời đất ơi! Ông ở đây mà tôi kêu quá trời quá đất, ông không nghe hay sao mà không trả lời tôi vậy? Thì tôi gớt chiếc nhẫn mà tôi đi mò mò tìm nãy giờ không thấy. Ủa? Thằng này thằng nào? Còn cái tay vậy coi. Bữa nay quen trai rồi dẫn trai về tới nhà luôn ha. Nếu tôi không có ở nhà bà dẫn nó lên giường luôn phải không? Nè, bà già hai thứ tóc rồi, không biết xấu hổ, không biết mắc cỡ với bà con sớm viện sao? Nó bằng tuổi bằng con bằng cháu bà đó, bà không tha nó nữa, làm vậy coi được sao? Ông cũng biết xấu hổ nữa hả? Tôi tưởng ông quen với cái ngữ này rồi chứ. Ủa? Cái ngữ là ngữ nào? Ngữ làm sao? Tôi làm sao? Ông sao á thì tự ông biết. Còn đây á là thằng Quân, cháu họ tôi với quê á. Nó đi nước ngoài từ nhỏ, nay nó về á, nó ghé nó thăm tôi. Con cũng mới về nước thôi. Con sắp xếp công việc xong á là con qua thăm dì với Dượng. Chứ không có gì đâu nha, Dượng đừng hiểu lầm. Mà dì ơi, cho con xin phép được nói cái này nha. Từ khi mà con bước vô cái phòng của dì á, là con có một cái cảm giác nó rất là lạ nha. Dường như là trong cái phòng này nó có một cái ám khí của trà xanh á. Dạ, cái người của con cảm giác này, nói nó cục con biết liền đó. Thành ra là dì để con sẽ xong giùm dì nha. Trục cái ám khí đó ra nha. Ồ, vậy hả? Con qua bên đó mà con cũng có học cái này nữa hả? Con giúp gì đi. Có, được chứ. Nè, mình nói nhăng nói cụ gì vậy? Phòng ta ở bấy lâu nay làm gì có ám khí trà xanh trà đỏ gì trong này? Tào lao. Ông mới tào lao á. Đi ra giúp gì đi. Dạ.
vô đi con, xong đi con. Vô đi. Yêu ma quỷ quái quỷ nghiệt gì đó, mau đi ra khỏi nhà này. Khỏi không vậy? Đẹp đi. Đi qua đây. Yêu ma quỷ quái trà xanh gì mau. Xong bên đây giùm gì nè con. Con xong khắp phòng cho gì luôn đi. Được rồi. Yêu ma trà xanh quỷ quái mau hiện hình nè. Chị. Chị. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, sao không ở yên trong chổng đi, ra đây rồi chết hay gì? Anh bị điên hả? Tôi ở chổng, tôi chết ngợp tôi ở chổng hay gì? Sao, bả về rồi hả? Thì ba mặt một lời luôn, mắc cái gì mà phải sợ? Lần nào tôi gặp cô cũng hống hách như nhau hết á. Hôm nay tôi tới đây là để thông báo cho bà một tin. Chồng của bà với tôi đang cặp kè với nhau đó. Bà thấy làm sao? Mà tôi công nhận nha, anh Vũ á là một người chu đáo ân cần lắm á. Ảnh rất là yêu thương tôi, chăm sóc tôi, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa vậy đó. Chỉ cần tôi rụng một cọng tóc thôi là anh đã chạy lại xót cho tôi rồi. Không biết bà có được như vậy không hả? Cô cặp kè với chồng tôi, rồi bây giờ cô tới đây cô muốn cái gì? Cô nói thẳng ra đi, cô đừng có vòng vo nữa. Đúng là ở công ty bà là một người sếp bản lĩnh, nhưng bà đâu phải là một người phụ nữ của gia đình đâu. Thân thì cũng đã già rồi, làm gì mà có sức hấp dẫn bằng tôi được chứ. Đồ ấu trĩ. Tôi nói cho bà biết, bà mau ly hôn với anh Vũ đi. Nếu không thì mỗi ngày tôi sẽ gửi ảnh thân mật của tôi với anh Vũ cho bà, để tôi coi đến lúc đó bà có chịu nổi không, hay là tức ói máu. Phải, tôi không phải mẫu người của gia đình, nhưng nếu sống trong căn nhà này cảm thấy không hạnh phúc, ok, ổng tự nhiên rời đi. Nhưng mà bây giờ ở đây là công ty của tôi, đang trong giờ làm việc. Tôi không muốn đôi co về chuyện tình cảm hay tình yêu với cô ở đây. Mời cô về cho. Còn nếu như cô không về, tôi sẽ gọi báo vệ. Bà, để tao xem mày hống hách như vậy được bao lâu. Gì thế chưa? Con mới xong phòng có một chút thôi là hiện ngay cái con trà xanh rồi. Hey, sao? Nhớ anh không cưng? Anh Quân, sao anh lại ở đây vậy? Lan, sao em với người này quen nhau hả? Ngạc nhiên lắm hả? Tôi giao 2 tỷ cho cô đi đóng ngân hàng, cô ôm tiền của tôi, cô trốn luôn. Tưởng là trốn về Việt Nam mà thoát hả? Tôi gọi điện thoại cho cô không bắt máy là sao? Tôi tưởng cô chết ở cái xó xỉnh nào rồi chứ. Ai về lại đi tiếp tục đi lừa gạt người khác hả? Hôm nay là cuộc chết với tôi rồi. Nè, tôi làm gì ôm tiền của anh? Anh đừng có ăn nói sằng bậy nha. Ăn nói sằng bậy hả? Chứng từ mà tôi chuyển tiền cho cô á, tôi có đủ hết rồi. Với lại camera mà cô đập phá hả, tôi đã phục hồi lại hết. Lần này cô chết chắc. Bây giờ sao? Trả tiền hay là cô muốn đi vô tù sửa lại cái nhân cách của cô? Anh ơi, anh bình tĩnh nha. Muốn tiền hả? Ở đây, tiền tôi có tiền nè. Bây giờ tôi chỉ còn có nhiêu đây thôi. Anh cầm đỡ nha. Còn số còn lại á, để khi nào tôi có tôi gửi cho anh sao? Anh đừng có bắt tôi đi tù nha anh. Cô giỡn mặt hả? 2 tỷ bạc của tôi đó, đừng có nói nhiều nữa. Lên cùng em. Ê, anh em lại anh đó anh. Anh cho em xin thêm thời gian nha. Để em kiếm có tiền á, em gửi cho anh liền. Chứ bây giờ gấp quá em không có tiền ở đây. Nha anh, em năn nỉ anh luôn á. Sao không hống hách kiêu ngạo nữa đi? Bây giờ như con rùa rụt đầu vậy hả? Thôi được rồi, đừng có nói nhiều với cái thể loại này nữa. Thể loại trà xanh như cô á, ám khí lắm. Để ra ngoài á hả, cô lại tiếp tục đi dụ dỗ người ta làm sao? Bây giờ lên công an để mà nhốt đầu cô lại. À, đừng mà anh ơi, anh ơi, thả cho em đi. Anh liên tiếc lắm hả? Cái chuyện này tôi biết lâu rồi mà tôi không nói.
Tôi để xem ông cư xử như thế nào. Ông không thay đổi chút nào hết. Ông cảm thấy sống trong căn nhà này với tôi không được hạnh phúc đúng không? Bây giờ tôi trả tự do cho ông đó. Đơn ly hôn tôi ký rồi. Ông ký và rời khỏi gia đình này đi. Bà, tôi biết tôi sai rồi. Tôi ngàn lần xin lỗi bà. Bà nghĩ tình nghĩa mấy chục năm vợ chồng của tôi với bà đi. Mình ly dị vậy á thì ảnh hưởng đến con cái. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi vì một phút nông nổi đam mê mà ảnh hưởng đến gia đình. Bà tha thứ cho tôi nha bà. Nghe. Tôi năn nỉ bà, xin bà tha thứ cho tôi đi bà. Hẹn gặp nhau ở tòa.